Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 155 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng so mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Chương 673 Thanh Long Kiếm Hồng Nhật Phận Thiên. mà trời màu đỏ quỷ dị vặn vẹo, nén ép trong tay của Dương phàm phát ra những khí tức cấm kỵ nguy hiểm. Trong nháy mắt, mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Theo giọng nói lại như bằng con lực đó, mặt trời màu đỏ cấm kỵ vặn vẹo không ngừng, rời tay bay ra. Lúc xoáy lửa đỏ, ở trong khoảnh khắc lan tràn ra bốn phía. Phạm vi 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 500 dặm. Đáng sợ nhất là vâng mặt trời màu lửa đỏ ở trung tâm lốc xoáy lửa đỏ này khí vặn vẹo nén ép đến cực hạn trong nháy mắt đã nổ tung ra. Đó là một cỗ khí thức tử vong đập thẳng vào mặt mà đi. Ngọn lửa ánh vàng từ trung tâm lốc xoáy lửa đỏ kia bùng nổ, sinh ra một ánh mặt trời giống như thiêu đốt vĩnh viễn. Không ổn rồi, chạy thôi. Khi mà trời đó vừa bùng ra, dưới một vùng khí thức cấm kỵ tử vong, vân tướng lục tường lại sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Theo bản năng, hắn phi độn ra hướng phương xa. Ngay tại thời khắc nguy cơ sinh tử, hắn làm sao lại còn nghĩ tới mạnh miệng như khi trước hồng nhật phần thiên sao chạy mau lục chiến cùng với tiểu hân ở gần đó xem cuộc chiến tại trước một bước này phải rời xa một đoạn cự ly ngay khi đó một vùng khí tốc khí tức nóng cháy hình thành gió lốc màu đỏ từ trung tâm vụ nổ đó trong nháy mắt đã khuếch trương ra lại một trăm dặm hai trăm dặm năm trăm dặm rồi một ngàn dặm trong phút chốc bắt đầu từ dưới chân của dương phàm một vùng đất đai đã hóa thành cháy đen núi rừng nước sông đều bốc hơi không còn bị san thành đất bằng trong phạm vi ngàn dặm đều tại gió lốc lửa đỏ đánh vào trong tầm nhìn của, của một vùng khói đen tràn ngập mặt đất đều là một mảnh lửa đỏ nhiệt độ tàn ra cũng đủ để chảy văng tan nát nhưng mà phạm vi uy lực lớn nhất của hồng nhật phần thiên lại là phạm vi mười dặm chỉ thấy ở dưới đất dưới chân dương phàm xuất hiện ra một cái hào sâu không thấy đáy dài đến mấy chục dặm hào sâu kia từ gần đến xa đầu tiên là rộng chừng mấy chục trượng sau khi kéo dài đến mấy chục dặm thì lại chỉ còn rộng hơn 10 trượng nếu như không biết chuyện gì vừa xảy ra vậy thì chỉ sợ sẽ làm cho người khác liên tưởng đây là thiên tai ở trên bầu trời vầng mặt trời hình thức ban đầu được tạo thành từ ngọn lửa ánh vàng thiêu đốt trong hư không thi thoảng lại bắn ra một vài ngọn lửa ánh vàng kinh tâm động phách làm cho người ta phải nín sợ vân tướng ở gần nhất mặc dù tránh được rất đúng lúc nhưng mà vẫn như chưa bị lực lượng hủy diệt do mặt trời lửa nổ tung đánh chúng thân hình hắn vừa mới rút lui đã phát hiện ra vòng phòng ngự bảo hộ đã bị năng lượng gió lốc cường đại xé rách đây còn là bởi vì hắn là hóa thần đại tu sĩ ở khoảng cách gần như vậy còn có thể tránh né đúng lúc giữ được một mạng nhưng dù như vậy hắn cũng bị thương không hề nhẹ dưới một gió lốc hủy diệt như thế dũng mãnh tiến vào phun ra một búng máu nhỏ càng đáng sợ hơn chính là lúc vừa mặt trời kia nổ tung ra lại còn có một mảnh ngọn lửa ánh vàng bám ở trên người của hắn đâm thẳng tới linh hồn hắn lại thấp giọng rít vào một tiếng ở trong linh hồn là một mảnh bỏng rát thống khổ không chịu được thiên vũ ý của hắn tức thì bị đốt trọi cả người cháy đen chật vật không chịu được <laughs> vân tướng đại nhân ý vừa rồi của ngài không phải nói rằng không muốn chạy trốn sao dương phạm lại chậm rãi thù tay khóe miệng nhếch lên một độ cong cười chào phúng trong mắt hắn có vài phần tiếc nuối vân tướng lục tương này vừa rồi kiêu ngạo vô cùng phát nguồn bừa bãi rằng dương phạm sách kiên quyết không làm gì được hắn cơ mà vậy kết quả cưới cuối cùng tại thời điểm này lại còn chạy nhanh hơn cả thỏ lục tương vận chuyển lực lượng phân thần cường đại lấy thân thể bị thương kiệt lực khu trừ đi lực lượng thái hư thiên hòa đốt cháy ăn mòn linh hồn vừa rồi vầng mặt trời lửa bùng nổ uy lực ra thực sự rất lớn hắn lại ở trong một phạm vi trung tâm nếu hắn chậm chế một nhịp vậy thì chỉ sợ cũng sẽ bị đốt cháy thành cho. Nghĩ tới, nếu như không có vòng phòng ngự trí bảo giống như Hoàng Long Quan, ở dưới thông thiên tam giai không ai có thể chính diện chống lại mà có thể toàn thân trở ra được. Nghe tiếng cười trừ, chào phúng của Dương Phạm, sắc mặt lục đương lại xanh mét, trong lòng đầy uất khí. Ngay lúc này, những người đang âm thầm xem cuộc chiến đều đã ngây ra nhiều phóng. Lần trước, Dương Đại Kha sử dụng chiêu này là đánh lên trên trời, mà lần này lại chính diện tấn công địch nhân, không ngờ có một lực lượng phá hoại như vậy. Tiểu Hân lại khẽ vuốt bộ ngực phập phòng không ngừng, tim đập thình thịch. Một chiêu này, tại Đại Long Đàm, đó là mới mơ hồ gặp phải. Lần này, hắn lại đích thần trải nghiệm, quả thực là bí thuật cấm kỵ rồi. Hổ hấp của Lục Chiến hơi rồn rập, lại nhìn Lục Tương hốt hoảng chạy ra gần trăm dặm, hắn chấn động. Nhị thuốc cũng đã bị thương không nhẹ rồi. Lục Tương ở ngay gần sát, thân thể chịu đựng được lực hủy diện kia đánh vào, tạng phủ đều đã bị phá hư. Mà giờ phút này, lực lượng thái hư thiên hỏa bắt đầu đốt cháy linh hồn hắn, thống khổ và khó chịu. Người nói mà không giữ lời, cũng đừng có mà trách dường mỗ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Thành âm dừng phàm lạnh lùng, hai trong mắt đột nhiên hóa thành hai vầng thái dương rào rạt thiêu đốt, vận chuyển thái hư thần mâu, phát động ra tinh thần đồng thuật, công kích lục tường. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, uy lực của thái hư thần mâu của dương phàm cho dù cường đại hơn gấp đôi cũng khó có thể xúc phạm được hóa thần đại tu sĩ nhưng mà giờ phút này lục tường đã bị thương trước linh hồn lại đang bị thái hư thiên hỏa thiêu đốt dương phàm làm như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa vân tướng lục tường lại thống khổ khó nhịn vội vã hóa thành một đạo vân quang chạy về hướng phương xa ý đồ chạy ra khỏi phạm vi công kích của thái hư thần mâu của dương phàm tuy nhiên dương phàm tuy là hóa nha sơ kỳ thần thức lại có thể triển khai ra đến ba ngàn dặm giờ phút này lại được trí bảo long khí tăng phúc đủ để mở rộng ra năm 000 ngàn dặm đã vượt xa ra cường giả thông huyền hóa thần trung kỳ sau khi bay ra đến vài trăm dặm lục tường rốt cuộc đã thoát ra khỏi ảnh hưởng của thái hư thần mâu hắn vừa chạy vừa khu trừ thái hư thiên hỏa không bao nhiêu lâu sau linh hồn hắn đã khôi phục lại yên lặng nhưng mà vết thương khắp nơi bị bỏng rát phát đau đây là loại cấm thuật gì nếu như ta không bỏ chạy trúng kế của tên tiểu tử kia. Vậy thì chẳng phải là táng thân nơi này rồi sao? Lục tường kinh hái không thôi. Sau khi ổn định lại, lại thấy quay đầu về phía rừng phàm, sắc mặt biến đổi không ngừng. Xem ra, trong lòng hắn vẫn không cam lòng, cũng không tính toán sẽ bỏ qua. Chà chà, một chiêu hồng nhật phẩn thiên thực sự là lợi hại. Thiếu một chút nữa thì đã giết chết hoán thần, hóa hoá thần đại tu sĩ rồi. Đúng lúc này, sau lưng lục tường chuyển tới một giọng nói của thiếu niên người nào lục tường chấn động hắn toàn bộ thể xác và tinh thần chiến đấu lại tìm đường sống trong chỗ chết lực chú ý đều đặt ở trên người dương phàm không nghĩ tới sẽ bị người khác tập kích phía sau nếu như người vẫn còn chưa chết vậy thì để cho tần vong ta bù thêm một kiếm đi phía sau nhanh chóng lướt tới một thiếu niên chất phác trên mặt lộ ra một tia cười lạnh một tay hắn nắm hờ một đạo long khí kinh thiên Bộ thẳng lên trên trời. Chỉ thấy toàn thân thiếu niên bị long khí vây quanh quanh quẩn, Xong trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kiếm hình rồng, sắc bén đáng sợ. Thanh kiếm này vừa ra, tiếng kiếm ngân đầy trời kinh sợ thiên địa, cũng là có một lực lượng kiếm khí giống như thực chất, bước vào trong một bước tràn ngập cả khu vực. Lục tương đột nhiên lại thấy không rét mà run, toàn thân giống như lọt hố băng, bị vạn kiếm xuyên tìm. Hai bên thân kiếm hình rồng kia đều điều khắc một con thanh long thượng cổ dừng nành múa vuốt giữ tợn và tà ác thanh lòng thượng cổ giống như là phủ điều đó dường như đã sống dậy nở rộ ra một ánh hào quang sáng ngời phun ra một mảnh hư ảnh thanh long kiếm khí mảnh thanh long kiếm khí kia lập tức xé tan tầng phòng ngự của lục tường mặc dù hắn đúng lúc phòng ngự vận chuyển thiên vũ y thậm chí còn thêm cả lực lượng phần thần nhưng mà hết thầy tầng phòng ngự này đều lại giống như tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé nát đột nhiên thần thức hắn lại bắt giữ đến bộ dạng của thanh kiếm Kiếm khí kinh thiên này là long khí tận trời tứ phía, che phủ thiên địa. Thành Long Kiếm. Lục Tương vừa phun ra được ba chữ, thân thể đã lại cứng đờ. Thanh kiếm hình rồng kia từ sau lưng xuyên qua thân thể hắn, hắn đã thấy được nửa thanh kiếm hình rồng sắc bén màu đồng cổ, chùa xót cười. "Chí bảo Long Khí, Thành Long Kiếm." Dương phẩm đứng ở phương xa, hắn cũng nhìn thấy giữ Thanh Long Kiếm cùng với Hoàng Long Quan lại có cảm ứng kêu gọi lẫn nhau. Lúc trước, khi mà hắn tế ra hoàng long quan, liền đã cảm thấy được gần đây dường như có trí bảo long khí, nhưng mà lại không nghĩ tới chính là thanh long kiếm, tại đây lừng lấy ở trong cửu ngũ trí bảo long khí. Dương Phạm lại vốn có một chút nghi ngờ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy thanh kiếm hình rồng màu đồng cổ kia lại dễ dàng xuyên thùng tầng phòng ngự của vân tướng lục tường, vậy cho nên một tiên nghi hoặc cuối cùng của hắn cũng đã biến mất. Chính là hắn. Tiểu Huân lại nhìn thấy thiếu niên tay cầm thanh long kiếm, một kiếm đảm xuyên ngược của lục tường lại hơi nào nào cùng lúc lại ngạc nhiên vui mừng thần sắc lại hết sức phức tạp lục vân tướng người thực sự lại may mắn đồng thời đã gặp phải phòng ngự trí bảo và công kích trí bảo của kiểu ngũ trí bảo long khí thiếu niên kia lại cầm chặt thanh lòng kiếm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh <cười> đúng như vậy lục mỗ qua thực lại may mắn có chết cũng không hối tiếc Lục Tương lại chua xót cười, bên ngoài thân thể đột nhiên lại xuất hiện vô số những vết rách, đúng là ngàn vạn những vết máu. Dương Phàm ở phương xa nhìn chăm chú, cũng đã hơi hít sâu một ngụm khí lạnh. Thành lòng kiếm này không biết ẩn chứa một loại thuộc tính gì, một kiếm sau khi đâm vào trong thân thể Lục Tương, sinh ra vô số đạo kiếm khí tàn phá hủy diệt, trong nháy mắt cắt lấy thân thể ngàn vạn lần. Đây cũng chỉ là ánh mắt nhìn thấy bên ngoài, thần cổ này có vô số những vết máu ở trong cơ thể vỡ ra. Trong chớp mắt, từ trên xuống dưới, thân thể của lục tường hóa thành một vũng máu. Một nam nhân từ vân quang hư vô tạo thành từ thân thể bị hủy diệt kia, bay vụt lên trên phía chân trời. Dương Phạm lại tập trung nhìn vào, đó hẳn là nguyên anh của lục tường. Tuy nhiên, tu luyện đến các bậc hóa thần, nguyên anh không còn là hình thái của một đứa trẻ, mà giống như là một thứ được xưng là thần hồn. Đây là kết tinh của nguyên thần được ngưng luyện cao độ và lâu dài. Nào có dễ dàng như vậy? ánh mắt của thanh niên lạnh lẽo và ác liệt thanh lấm kiếm trong tay lệ bồng bồng run lên một vài đạo bóng kiếm hình rồng mang theo lực lượng phản phân thần cường đại giống như lôi quang trượt lóe thần hồn của lực tương kiệt lực né tránh ở trên hư không vẫn như cũ lại bị một đạo bóng kiếm hình rồng đánh trúng kêu lên một tiếng đau đớn rồi hóa thành một giải sáng chói mắt trong nháy mắt đó đã viễn độn ra mấy trăm dặm biến mất không thấy đâu cho dù người có chạy nhanh nếu như không có được dược sư cấp thánh y đại tần để mà cứu trợ người, thần hồn của người cũng đừng có mặt mơ tưởng sống quá trăm ngày. Thiếu niên lạnh lùng cười, cũng lại lười đuổi theo hai thức, hai thúc điệt lục tường và lục vân. Tần vong, làm sao người lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu hình lại nhìn thiếu niên cầm thanh lòng kiếm, lại mấp máy môi, có một chút kinh ngạc, ánh mắt phức tạp. Tiểu cô, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn lại còn khờ dại như vậy sao? Trong giọng nói của Tần Vong có một vài phần nắm chắc. Nếu như ta bắt công chúa Đại Tần ngươi để uy hiếp, vậy không biết bảo quân Tần Tuấn kia sẽ làm ra chuyện như thế nào nhỉ? Tiểu Vong, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, trước kia lại càng giống như huynh muội ruột thịt, người nhất định sẽ không ra tay với ta đâu. Trong đôi mắt sáng của Tiểu Hân tràn đầy sự chân thành tha thiết, trong vắt như nước, lại chờ mong nhìn hắn. Tiểu cô, Người lại còn tin tưởng ta như vậy sao? Tần Vong lại bất đắc dĩ cười, hắn khẽ thở dài. Bất kỳ ai cũng khó có thể thương tưởng tượng được. Đương kim bảo quân Tần Hoàng lại có một mụi muội thiện lương ngây thơ như người sao? Mà tiểu điệt ta đây lại còn lớn hơn người đến vài trăm tuổi. Tần Vong, tiểu cố. Trong mắt Dương Phạm lại ý nghĩ bay vút, đột nhiên lại kinh ngạc kêu lên. Vậy chẳng lẽ ngươi chính là Hoàng Thái Tôn của Tiền Triều? Dương Phạm kinh ngạc thốt lên. Tên thiếu niên chất phát tên Tần Vong kia, ở trong mắt trượt lóe ra lệ quang, lại nhìn chăm chú và Dương Phạm ở bên ngoài ngàn dặm, được hai con khí vận thân lòng ra thần, cũng không trả lời ngay. Thanh âm hơi lộ ra kích động nói. Không nghĩ tới lại gặp chủ nhân của phòng ngự chế bảo Hoàng Long Quan dưới một tình huống như thế này. Hoàng Long Quan ở trên đầu Dương Phạm kêu lên ong ong, Kim Châu ở trung tâm phóng ra một cỗ uy áp vương giả, hai con phượng cô, cổ Hoàng Long, xoay quanh, hai bên phẳng phất giống như sống lại, phát ra từng tràng rộng ngâm. Mà thanh long kiếm trong tay của tần vong, thường cổ thanh long giữ tợn, tà ác ở hai mặt. Thần kiếm giết gào không ngừng, tải mát ra một cỗ lực lượng kiếm khí, nặng, nặng trịch, muốn rộng. Vô kiên bất tồi, phẳng phất như là đang ganh đua cùng đối thủ. Dương Phạm lại cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của thanh long kiếm, ngay cả vân tướng hóa thần đại tu sĩ, gần như đã một một kiếm bị mất mạng. Tiểu Vong, vậy chẳng lẽ người lại muốn đoạt Hoàng Long Quan sao? Tiểu Hân lại đột nhiên đẩy sự cảnh giác, lại chắn trước người Dương Phạm. Ánh mắt Dương Phạm lóe lên, nhưng mà cũng không lập tức lên tiếng. Tu vi của Tần Long, Tần Vong này có thể đạt tới hóa thần đại tu sĩ. Vừa rồi, thần hồn của lục tương kia đã có thể bỏ chạy, còn bị hắn vận chuyển ra thần lực đánh trúng, suốt chút nỗ hồn phi phách tán. Hóa thần đại tu sĩ lại thêm thanh long kiếm. Đối mặt với một cường giả như vậy, Dương Phạm lại không quá nắm chắc đối phương lại càng đáng sợ hơn so với Vân tướng Lục Tường. Tiểu <laughs> cô của ta người vẫn còn chưa xuất giá đã bắt đầu che chở cho người ngoài rồi sao? Khóe miệng của Tần Vong nhét lên một tia đùa cợt, ánh mắt lại trở nên sắc bén nhìn chăm chăm vào Dương Phạm. Dương Đạo Hiếu không phải là hậu duệ của Tiên Tần, là có thể thành công nhận chủ chế bào Long khí, có thể thấy được cơ duyên cùng với số mệnh của ngươi. Nhưng mà nếu như nói ra đối với Hoàng Long Quan trong tay của ngươi lại không có bất cứ một lòng mơ ước nào chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng ngay cả chính ta đều không thể nào thuyết phục được các hạ đây cũng thực ra thẳng thắn và thành khẩn quá thần sắc dương phàm bình tĩnh trong mắt ngược lại lộ ra một tia tán thưởng nếu như tần mỗ có thể đồng thời có được hoàng long quan cùng với thanh long kiếm vậy thử nghĩ xem tu tiên giới đại tần này nơi nào mà không đi được và ai dám tranh phong cùng với ta chứ Thanh lòng kiếm trong tay tần vong dùng lên không hiểu kiếm khí hình rồng sông đến tận trời, quát tháo phong vân, khiến cho thiên địa biến sắc. Tiểu Hân lại đứng giữa hai người, đột nhiên có một loại cảm giác giống như bị vạn kiếm xuyên tim, toàn thân lạnh buốt. Dương Phàm dưới sự thủ hộ của Hoàng Long Quan, sắc mặt lại gợn sóng không sợ hãi. Nhưng vô hình chung, hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng từ Thanh Long kiếm và Hoàng Long Quan, giống như đã giao kích cùng một chỗ. Trên người Tần Vong lại cùng với Dương Phàm đều có hai con khí vận thần long xoay quanh, của tần vong thì hình rồng màu xanh mà dương phàm thì là hình rồng màu vàng đất đột nhiên tình quang trong mắt hai người bắn ra một con khí vận thần long màu xanh hư vô ở trên người của tần vong rời ra khỏi thân thể đánh về phía dương phàm thân hình dương phàm bất động kim châu ở trung tâm hoàng long quan bỗng nhiên lại rung lên còn một con khí vận thân long màu vàng hư vô xoay quanh thân tự động xuất chiến ngăn địch hai tiếng rồng gầm rít gào kinh sự thiên địa truyền ra vang vọng vào vạn vận, vạn dặm làm cho tâm hồn của người ta phải run dậy. Chỉ thấy hai con khí vận thần long hư vô giao kết cùng với nhau ở giữa không trung. Kỳ quái chính là, Tiểu Hân lại đứng giữa hai người nhưng không hề bị thương thực, tổn đến thực chất, chỉ có tiếng rồng ngầm khiến cho tâm thần của nàng không thể nào yên ổn, sắc mặt trắng bệch. Hai con khí vận thần long lại là một trình tự siêu việt linh hồn, triển khai ra một hồi đỏ sức kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, tại hoàng cung Đại Tần. Trong một mật điện nơi u ám, cấm chế tầng tầng cho bụi trồng chất cổ xưa tăng thường phát ra khí tức năm tháng cổ xưa ở trên một màn sáng màu vàng trong mật điện có đặt chín cây ngọc bài chất liệu kỳ lạ chín ngọc bài có xếp thành một hàng ngang màu sắc khác nhau mỗi một cái đều có điểm khác biệt trong đó hơn phân nửa ngọc bài đều sáng người, cũng có một số ảm đạm không ánh sáng Trừ trong số chín ngọc bài này có hai cây ngọc bài xếp thứ hai và thứ ba bỗng nhiên nở rộ hào quang sáng người ngọc bài xếp vị trí thứ hai quang vân màu xanh lóng lánh, mặt trên rõ ràng hiện ra ba chữ, thanh long kiếm. Bên cạnh đó cũng là một ngọc bài, quang vân màu vàng đất lóng lánh, hiện ra ba chữ, hoàng long quan. Hai ngọc bài này đồng thời tỏa sáng và trói mắt, kêu vang không thôi, dường như đang ganh đua. Tại sao lại có thể như vậy? Ở trong hoàng cung đại tần, ở trong một ngôi điện hùng vĩ và trắng lệ, một nam tử lạnh lùng tuấn tú mặc long bào màu vàng đang khoanh tay đứng ngạo nghễ lòng bào trên người hắn chiếu dọi kim quang vạn trượng, thăng hướng tận trời. Một cỗ khí vận, quang long màu vàng xoay quanh thân thể, một cỗ lòng khí quản lầm thiên hạ bao phủ toàn bộ hoàng cung. Giờ phút này, nằm từ lạnh lùng tuấn tú mặc long bào cao mày, Thành ngầm của hắn hơi có chút cứng ngắc. Thành Long Kiếm và Hoàng Long Quan, xếp thứ hai và thứ ba, không ngờ đều không ở trong tay của bổn hoàng. Nếu có thể có được lại hai vật này, nhất định đã có thể huyết tẩy thiên hạ, nhất thống đại lục. Lòng bào mà hắn mặc trên người theo hình dòng cổ xưa mà trang nghiêm, đó là một cỗ khí vận lực rất to lớn huyền bí, nối vào phía chân trời. Ngày lúc này, từ trên bầu trời cao vạn dặm của Đông thắng đại lục, mơ hồ có thể thấy được một con kim long không khổng lồ vô cùng, có một thanh long giữ tợn tà ác, một hoàng long chắc chắn, trầm ổn. Tam long xuất thế Cổ long bào sao? Tần vong lại đang giằng co cùng dương phàm, ánh mắt rét lạnh trên mặt lộ ra một vài tia dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cổ Long Bảo một trong cửu ngũ chí bà Long Khí, chính là Long Bào Vương Giả. Long Khí có trí điểm tốt, tốt lành nhất, vạn tà bất xâm, vạn ma bất nhập, có được một tinh thần uy năng vô thượng. Không bao nhiêu lâu sau, tại nơi cực bắc xa rồi, cực bắc tiên vực, Tần Quang Đức lại nhìn phía nam, kinh hái thất sắc. Thanh Long Kiếm, tại sao lại tranh chấp cùng với Hoàng Long Quan? có một con hoàng long màu đỏ rực phóng lên trên trời đã có sự kêu ngọi gọi lẫn nhau với kim long hoàng long thành lòng ở phía trên đại lục vạn dặm tứ long xuất thế chợt ngay sau đó trấn đông vương phủ đại tần vương triều một nam nhân trung niên quần áo hoa lệ sắc mặt uy nghiêm ở trong tay có một cái nhấn cổ xưa có hình một con rồng vây quanh nhìn rất kỳ lạ một con rồng màu xanh tím dài vô cùng uốn lượn xoay quanh sông lên tận phía trên trời ngũ long xuất thế cùng lúc ngũ long xuất thế phương bắc đại tần có một khu vực yêu khí quanh quẩn yêu hoàng cảnh trong một ngôi điện huyệt động cao tới ngàn trượng cổ xưa và lâu đời có một con thiên long dài hai màu trắng xanh lại nhảy vào phía chân trời vạn dặm cùng với năm con rồng khác xoay quanh cùng một chỗ lục long xuất thế bên cạnh phụ cận hoàng cung đại tần có một con thần long màu nâu bay lượn ở phía chân trời cùng với kim long chiếm cứ một phương thất lòng xuất thế và cuối cùng trong hoàng cung đại tần có một con thần long chín màu sông lên trên trời, xẹt qua bầu trời khí thế lẫm liệt chay phủ thiên địa khiến cho bảy con rồng khác phải sợ hãi không yên. bát lòng xuất thế, dõi mắt ra khắp thiên hạ này, cựu ngũ chỉ bà Long khí tổng cộng lại chín kiện long khí, mà phụ cận hoàng cung đại tần đã có ba kiện, mà toàn bộ trong đại tần lại càng có bảy con rồng xoay quanh, lại thêm xích lòng tại cực bắc xa xôi tầm là tám rồng từng trang rồng ngâm vang vọng lên trên tận trời cao vạn dặm cách đại lục phạm nhân cũng đã nghe được không ít nhưng mà đại đăng ở trên thế gian này đều có thể thấy được thiên địa dị tượng tám con thần long xoay quanh cùng một chỗ ở trong hư không vạn vẹo dãy rụa mà giờ khác này một vùng sương máu quỷ dị mở rộng ra nhưng mà lại trói buộc tám con thần long bên trong tám con thần long phát động ra lực lượng lớn lao chống lại dẫn tới hư không chấn động nếu như không phải là ở trên vạn dặm trời cao, giữ uy tản ra cũng đủ để tạo thành tai nạn hủy diệt. Bát lòng xuất thế, lại còn thiếu một kiện trí bảo lòng khí cuối cùng nữa. Trong hoàng cung của Đại Tần, nằm nhân lạnh lùng mặc, cùn bào, chăm chú nhìn hơi không vạn dặm, lại thì thào. Lòng khí quá mức phần tán, khó có thể cải thiện được đổi mệnh. Nếu có thể tụ tập được đủ, vậy thì thử hỏi nhân giới này có chuyện gì mà không làm được chứ? bát lòng xuất thế rồi bát lòng xuất thế giờ khắc này toàn bộ đại tần vương triều lại là một mảnh sôi trào tất cả nhân vật thông huyền trở lên lại đồng thời nhìn lên phía trời cao bát lòng xuất thế sao đại tần vương triều sẽ mở ra một thời đại rực rỡ cường thịnh hoàn toàn mới xem ra đại tần chúng ta không thể nào an bình nữa rồi bát lòng xuất thế cửu ngũ trí bảo lòng khí sẽ tụ tập đủ thôi có lẽ sẽ không bao nhiêu lâu sau kiện lòng khí thứ chín cũng sẽ hiện thế Tới lúc đó, bảo tàng thiên tần trong truyền thuyết sẽ... <laughs> Đáng giận thật, ta không thể nào để cho kiểu ngũ đại tụ tập được. Ở trong các góc của đồng thắng đại lục, lại gia tăng thêm, đếm không xuể, đều có tính toán riêng. Nhưng mà càng nhiều người tràn ngập chờ mong đối với điều này. Ta lại không nghĩ tới, trong kiểu ngũ trí bảo lòng khí, thanh long kiếm lại cùng với hoàng long quan đối chọi Hậu quả đúng là khó liệu đây. Trong yêu hoàng cảnh, có một nam nhân đầu có sừng rồng cao giống như ma thần tay cầm một cây cung chắc hình rồng cây cung này mạnh như là sợi tóc căng hết mức kêu lên ong ong nếu như dương phàm nhìn thấy nhất định sẽ cả kinh thất sắc đây chẳng phải là thiên long cung mà kim giáo vương đã từng sử dụng sao đương nhiên tại thiên vân châu dương phàm vẫn đang giằng co cùng với tần võng tần vong rõ ràng đã cảm ứng được sự tồn tại cùng vị trí của một số trí bảo long khí khác trong đó hai cỗ khí tức hắn quen thuộc đó là xích long châu cùng với thiên long cùng phân biệt ở cực bắc xa xôi cùng với yêu hoàng cảnh ở phía tây bắc về phần khí tức một số trí bảo long khí khác hắn cũng có thể đại khái phân biệt ra giống như là cửu long tỷ cổn long bảo thanh long kiếm dương phàm này cùng với tần vong cách xa ngàn dặm hai con khí vận thần long lại không ngừng va chạm cũng chẳng phân biệt được sự thắng bại Quang long màu xanh kia tuy rằng dị thường, hùng hãn, nhưng mà lại không làm gì được long quan màu vàng đất ảm đạm, vững vàng như núi. Thực sự là khó tin. Người không phải là hậu dệ của tiên tần. Bản thân không có long khí, nhưng mà lại có độ phù hợp với trí bảo long khí đã tới trình độ như vậy sao? Trong mắt tần vong lại lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên, hắn đánh giá dương phàm từ trên xuống dưới. Độ phù hợp với trí bảo long khí, dương phàm lại còn cao hơn hắn là hoàng tộc tiên tần chính gốc. Nhưng hắn lại không biết, thuộc tính diễn căn kỳ của dương phàm hoàn mỹ dung hợp với hoàng long quan nếu như đổi lại là trí bảo lòng khí khác còn lẽ còn khó có thể nhận chủ dừng tay đi thần vong các người ấy mau dừng tay đi tiểu hân gấp gáp muốn chết vành mắt đỏ lên một bên là cháu ruột của mình một bên là bằng hiếu tốt nhất bên ngoài nàng không biết lựa chọn ra sao chỉ đành phải kiệt lực ngăn cản <laughs> ta cũng không ngốc ngách đến như vậy đâu để công kích chế bảo cùng với phòng ngự trí bảo cứng đối cứng sao Tần Vong lại liếc nhìn Tiểu Hân một cái, lại cười cợt chiều tức. Bỗng dừng, vùng tay lên, thanh long kiếm biến mất vào trong tay. Dương Phạm thấy như vậy cũng thu hồi lại Hoàng Long Quan. Từ đầu tới cuối, hắn đều gợn sóng không sợ, dường như đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Một bên là công kích trí bảo, một bên là phòng ngự trí bảo. Thanh kiếm, thanh long kiếm cứng đối cứng cùng với Hoàng Long Quan. Hậu quả sinh ra, ai cũng khó có thể đoán trước. <laughs> Tài hạ là Tần Vong, giám mắt Dương Đạo Hiếu. Vừa rồi lại có một chỗ thất lễ, xin thứ lỗi đi. Với tài năng cổ vi khí vận của Đạo Hiếu, khi cho Tần Mỗ phải bội phục ảo ước. Tần Vong, Tần Vong sau khi thu hồi lại thanh kiếm, lại ung quyền thi lễ với Dương Phạm, ánh mắt thành khẩn. Dương Phạm nào nào, nghe giọng điệu của Tần Vong, lại mang theo ý, lấy lòng, dường như lại cũng có một chút kết giao. Chẳng lẽ hắn lại cũng giống với Tần Quang Đức, cũng muốn kết thành đồng minh với ta sao? ý niệm này lóe lên trong đầu dương phàm sau mỗi một hồi giao phong vô hình tần vong cùng với dương phàm đều đã nhận biết sơ qua thực lực bên trong lời nói tần vong lại khách sáo không ít cũng lộ ra một vài phần ý kết giao dương phàm lại cảm thấy người này hết sức thẳng thắn thành khẩn cũng tương đối trọng tình nghĩa theo như hắn biết đường kim tần hoàng tại tiền triều cũng không phải là thái tử chi định mà là bằng vào thực lực cường đại của mình sau khi tiên hoàng băng hà giết chết thái tử lấy được ngôi vị hoàng đế trí cao vô thượng mà Tần Vong chính là con trai duy nhất của Thái tử Tiền Triều, Đường Kim Tần Hoàng là cựu nhân giết chết cha của hắn. Theo lý thuyết, hắn lại phải hận nhất là Tần Hân công chúa Đại Tần, trở thành mặt thủ hận, thậm chí lại dùng nàng ta để áp chế Tần Hoàng. Nhưng mà Tần Vong lại không hề làm vậy, vẫn nghĩ tới tình cảm cũ năm đó với Tần Hân, chưa từng đọ... sử dụng loại thủ đoạn như vậy. Lúc gặp nạn lại không quên được tình cũ. Như vậy xem ra hắn cũng là một người trọng tình nghĩa. Nói chuyện về nhau một lát. Tần Vong lại đầu khẽ mày. Đầu khẽ máy, lại hơi vội vàng nói. Dương Đạo Hiếu, chỉ bằng lòng khí hiển thần. Hiện giờ Thiên Vân Châu chỉ sợ không được an toàn đâu. Còn nữa, Lục Vân Hầu cũng là người không có thể nào dễ trêu chọc được. Nếu như người tin tưởng ta, tìm một nơi khác mà tạm lánh, hai ta sẽ tiếp tục tâm tình. Tần mố lại có chuyện khác cần phải thương lượng với người. Ừ, được thôi. Dương Phong gật đầu, hơi có thầm ý liếc hắn một cái. Dương Phạm lại cảm giác tần võng này có ý kết giao hoặc là kết mình. Nếu có thể mình hữu mạnh mẽ như vậy, càng có lợi cho kế hoạch của đại tần tìm kiếm thiên nhất hồn thủy cùng với muội muội tuệ tâm. Tiểu cô, nếu như người không muốn trở về, vậy thì cứ theo chúng ta cùng đi. Tần Vong lại cười cười liếc nhìn Tiểu Hân, tâm sự nặng nề một cái. Tiểu Hân lại thấy Dương Phạm cùng Tần Vong vừa gặp giống như đã quen biết, bộ dạng lại rất có khả năng kết làm minh hữu, trong lòng lại cũng âm thầm lo lắng, nếu như tần vong mà kết thành minh hữu với dương đại ca hơn phân nửa sẽ trở thành kẻ thù của ca ca như vậy tình cảnh của mình sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa miến cưỡng cười tiểu hân lại cũng tính theo hai người này rời đi ta tạm thời cũng không muốn trở về ở bên ngoài du lịch nhiều hơn một chút tần vong lại hơi có một chút bất ngờ lại gật đầu vậy thì được chúng ta đi thôi hắn lấy ra một viên vân phàm phi dài đến ba bốn năm trượng gọi hai người bay lên ba người lại cưỡi vân phàm phi của tân vong phía trên lóe ra hào quang mộng ảo lưu lì bay về phía trời cao cùng lúc đó ở một bên khác lục chiến lại hoảng hốt mà chạy chỉnh lý đến gần trăm thiên vân vệ các nơi dù lại phối hợp với đám người đệ đệ lục vân trong tay hắn lại cầm một cái kỳ hồn hỗ dẫn dắt mọi người vội vã trở về đại ca đây là xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại không thấy nhị thúc đâu Lục Vân Trung Quỳ vẫn không kìm nổi nói. Ai, một lời nói hết. Đệ đệ người vẫn chưa đào tới cốc thông huyền đâu. Chưa từng cảm ứng được thiên địa dị tượng khi trước. Lục Chiến lại thở ra một hơi dài. Bộ dạng kinh hồn vẫn chưa ổn định lại. Ngay lúc này, trong kỳ hồn hỗ kia đã tản mát rồi một cố phản thần rất suy yếu nhưng mà lại làm cho người ta không dám coi thường. Mau lên, mau chạy trở về, gặp phụ thần các người. Hiện giờ bát lòng hiện thế, đại loạn buông xuống, Lần này, ta cũng là thương giới thanh lòng kiếm, vẫn là một một cố kiếm khí âm tà hùng ác của thanh lòng kiếm rằng co giống như sâu mọt, không ngừng ăn mòn linh hồn của ta. Ở trong trăm ngày, nếu như không có dược sư cấp thánh y xuất thủ, chắc chắn ta sẽ chết. Hai huynh đệ lục chiến nghe thấy như vậy, khủng hoảng và khiếp sợ, vội vã ra tốc chạy nhanh về nhà. Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho thân thể của nhị thuốc bị hủy, mình cũng đã nguy hại sớm tối rồi. Lục Vân hoàng sợ trong lòng, ánh mắt dò hỏi, nhìn phía Lục Chiến. Lục Chiến lại hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp không hiểu, thông qua thần niệm truyền âm nói lại một lần, đủ những loại chuyện đã xảy ra. Hồng Nhật Phần Thiên, Hoàng Long Quán, Thanh Long Kiếm, Bát Long Xuất Thế. Sau khi Lục Vân nghe xong, ở trong lòng hắn lại khó có thể nói bằng lời. Phòng ngự trí bảo cùng với công kích trí bảo ở trong cửu ngũ trí bảo Long Khí không ngờ lại đồng thời xuất hiện hơn nữa khiến cho nhị thúc rơi xuống một tình cảnh như vậy. Rồi sau đó, bát lòng xuất thế, khiến cho Lục Vân lại cảm giác sâu sắc, tu tiên giới đại tần này sẽ có gió nổi mây phun những cường giả đứng ở trên đỉnh của đại lục lại chỉ sợ sẽ có tác động lớn. Phi hành một tháng, Vân Phạm Phi lại hạ xuống một vùng hoang giá bên bờ Thiên Vân Châu. Lọt vào trong tầm mắt, hư không là một mảnh u ám, nhưng mà tập trung ở đây là một mảnh rừng phía trước. Dương Phạm đánh giá tứ phía, phát hiện ra nơi này có ảo trận cường đại, thậm chí đã có năng lực nhất định che giấu thiền cơ. Nơi này là một mật địa tu luyện của ta tại Thiên Vân Châu. Trước mắt xem ra có thể kiên trì thời gian đến mấy năm. Tần Vong lại cười cười, dẫn hai người Dương Phạm đi vào bên trong rừng. Trong rừng cũng bố trí tầng tầng cấm chế, sát khí rất mạnh, ảo trận quá thực lực và huyền diệu, gần như đang ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đi sâu vào nơi trong rừng cây, dường như lại không có bất cứ một nơi đặt chân nào. Cảm quan của Dương Phàm lại cảm ứng được một huyệt động rất bí ẩn, gần như một gốc đại thụ. À, kỳ thực, cả khu rừng này chỉ là một lối vào thôi. Tần Vong lại cười thần bí, mang theo hai người tiến vào bên trong huyệt động. Không lâu sau, liền thấy được bậc thang phía dưới, trên vách đá, có khảm dạ Minh Châu. Dọc theo bậc thang này đi đến mấy trăm trượng, đi tới phía cuối phía trước xuất hiện một truyền tống trận bị cấm chế cường đại phong ấn. Truyền tống trận này có một chút tương tự với cổ truyền tống trận tại Triệu Quốc, có chín cột đá rồng xoay quanh, ở giữa có vết lõm. Chỉ là cấm chế tứ phía thanh long tuyến, truyền tống trận này lại hết sức cường đại, nếu như không có pháp quyết đặc thù sẽ tuyệt đối khó mở ra. Chỉ thấy Tần Vong lại nhắm mắt lại, hai tay hóa pháp quyết, một mảnh ký hiệu màu xanh truyền đó, rót vào trong pháp quyết của chín rồng xoay quanh xoay quanh cái này. Truyền tống trận bỗng nhiên lại sáng người, cấm chế mở ra, ba người đi vào trong đó. Tần vong lại chỉ hướng. Khảm chín khối linh thạch trung phẩm liền đã khởi động được truyền tống trận. Sau khi một vùng dài sáng mênh mông, chớp lé, để lại ba đạo toàn ảnh. Ngay sau đó, ba người dương phàm xuất hiện ở một khe sâu của địa thế trống trải. Khe sâu này phạm vi đến chừng mấy ngàn dặm, bên trong có mấy thông trang, đúng là một số người tu tiên bậc cao, nhưng mà đều là người già và trẻ em. Dương Phạm lại chỉ dùng thần thức hơi đảo qua, không nói nhiều, lại thầm nghĩ. Đây chính là cái gọi là du nghiệt thái tử đảng, theo giống như là lời của liệp sát giả. Dương Phạm không khỏi cảm thán, vị trí của mật thất này thực sự đúng là đủ bí ẩn. Ba người vừa tới, lập tức có một lão già dâu bạc trắng, tuổi 60, phi thần tới đón, lại không người. Giao mắt điện hạ. Tần Vong lại phân phó một số chuyện, An bài ổn thỏa hai người Dương Phạm, rồi nói: Nơi này cũng không thể nào ở lâu được, trong vòng 10 năm sẽ phải rút hết về mật địa Thiên Vũ Châu. Lão già dâu bạc trắng lại khom người rồi đi. Dương Phạm phát hiện ra lão già dâu bạc trắng này giống như là người hầu, là một cường giả thông huyền hóa thần trung kỳ. Dương Phạm cùng với Tiểu Hân được An Bài đến phòng khách. Vào lúc ban đêm, Tần Vong lại tới bái phòng Dương Phạm trò chuyện riêng với nhau, ngay cả Tiểu Hân đều bị gạt sang một bên. Tân Điện Hạ, không biết người tìm ta lại có chuyện gì muốn thương lượng sao? Dương Phạm lại bình thản tự nhiên nói. Chắc hẳn là Dương Đạo Hiếu cũng có thể đoán được vài phần rồi. Tần Mố chính là thủ lĩnh Dương Nguyệt Thái từ đảng bây giờ, bị đương kim Tần Hoàng truy ná và đuổi giết. Bảo quân Tần Tuấn kia đã là giá tâm rất lớn. Vì thống nhất Đại Tần, khôi phục huy hoàng tên Tần mà thủ đoạn tàn nhẫn, không tiếc huyết tẩy thiên hạ. Vậy ý của người là muốn Dương Mố hiệp trợ lật đổ bảo quân này giúp người đi lên ngôi vị hoàng đế đại tần sao? Dương Phong lại híp hai mắt lại, cười tùm tìm nhìn về phía hắn. Tần vong ta năm đó may mắn chạy trốn ở trong huyết tẩy cả nhà. liền phát ra lời thề đầu cuộc đời này nhất định là phải chấm dứt thống trị của bạo quân kia. Chính tay đầm hắn bầm thế vạn đoạn, báo thù cho phụ thân. Còn về phần ngôi vị tần hoàng, tần mỗ ta ngược lại, không phải là coi trọng quá nó. Lúc tần vong lại đề cập đến Bạo quân tần hoàng, lại nghiến sang nghiến lợi, ánh mắt hắn lộ ra về kiều hận dữ tợn. Dương Phạm nghe xong, lại nhắm mắt lại, hoán thiên nhà lại thấu hiểu thiên địa. Hắn cảm ứng được ở trong mật thất này có một khe địa rất sâu, giò xét, vu tôn kia, đối với thiên cơ của mình đã bị suy, suy giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, hắn thông qua dao động, tâm tình cùng với ngôn ngữ của tần vong, dò xét thiên cơ tương lai. Sau một lát, hắn lại mở mắt, trên mặt đầy sự bình thản. Cửu hận của ngươi đích xác đã hơn giá tầm đối với ngôi vị tần hoàng dương phàm mỉm cười nhưng mà tương lai như thế nào vẫn lại có rất nhiều biến hóa tuy nhiên cũng không gây trở ngại hợp tác với dương mỗ người hắn sở dĩ lại lựa chọn một bên yếu hơn hợp tác cùng với tần vong cũng là một loại tất nhiên hãy thử nghĩ tần hoàng cao cao tại thượng có tiếng tàn bạo ác liệt đó làm sao lại chịu cúi người hợp tác cùng với dương phàm được vậy thì xin dương đạo hiếu hay đưa ra yêu cầu của mình Tần Vong lại cũng không tin đối phương sẽ hợp tác với mình nhưng không có điều kiện yêu cầu. Ta chỉ có hai yêu cầu thôi. Thứ nhất, toàn lực giúp ta tìm kiếm thiên nhất hồn thủy ở trong truyền thuyết. Thứ hai, tìm kiếm một người thân của rừng mố. Chắc hẳn là với thế lực ngầm của điện hạ tại Đại Tần, muốn làm được hai cái chuyện như vậy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dương Phong lại cười tủm tỉm. Hoàng Thái Tôn Tần Vong đến bây giờ vẫn có thể sống sót, được thanh long kiếm còn lại không nói, lại còn có thể âm thầm bồi dưỡng rất nhiều thế lực. Có thể thấy được hơn phần nửa hắn có thực lực cường đại duy trì. Được rồi, không thành vấn đề đâu. Tần Vong gật đầu nói. Tần Mỗ sẽ hết sức trợ giúp người đạt thành hai yêu cầu này, mà người sẽ trở thành đồng minh với ta. Vào thời khắc mấu chốt, người phải hiệp trợ ta cùng chống lại Tần Hoàng, thẳng đến khi giết chết hắn thì mới thôi. Nếu chỉ là vẹn vẹn hiệp trợ, Dương Mỗ sẽ tự nhiên hết sức nhưng mà nếu như phải sử dụng ta giống như là một quân cờ vậy thì không cần phải bàn nữa đâu nửa câu sau của dương phàm giọng điệu lại hơi tăng cao <laughs> dương Đạo Hữu nói hay lắm rất là có dung khí tần vong có một chút bất ngờ lại không dự đoán được dương phàm lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình phản kháng đường kim tần hoàng thậm chí chém chết thánh thượng dõi mắt đại tần này kẻ nào dám có lá gan đó mà dương phàm ngay cả mắt cũng chưa từng chớp sau đó hắn đã tình ngộ hiểu ra Dương phàm dù sao cũng là từ bên ngoài tới, kính sợ phải hiểu biết Tần Hoàng không đủ. Kế tiếp, Điện Hạ có thể giảng giải cho Dương Mố bí Tần có liên quan đến kiểu ngũ trí bào long khí, và lại vì sao nguyện ý hợp tác cùng với ta. Dương phàm lạnh nhạt nói, nếu có thể hồi sinh phụ thần, tìm được tung tích của muội muội đừng nói là chém chết một Tần Vương, cho dù đã chém chết đến chân Tiên, chân Ma, hắn cũng đều sẽ cam nguyện đi thử. Đó là tự nhiên thôi, Tần mỗ biết gì để sẽ nói ra hết. Nếu như luận về cửu ngũ trí bảo long khí, có thể chia ra làm tam phẩm. Có quyền uy cùng với khí vận nhất thuộc về cửu long tì. Ẩn chứa cửu long khí vận. Vật đó được nắm giữ ở trong tay của bạo quân Tần Tuấn. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể hiệu lệnh thiên hạ, củng cố ngôi vị hoàng đế. Tiếp theo đó chính là xếp thứ hai, thứ ba. Đó là thanh long kiếm cùng với hoàng long quan. Hai vật này cùng một đẳng cấp, đều là ẩn chứa nhị long khí vận. Chẳng có phân biệt ra cao thấp gì, cũng là mấu chốt trinh phạt thiên hạ. Nếu như là không có hai vật này, Tần Tuấn muốn nhất thống thích Đại Tần sẽ không khác gì là một người si nói mộng. Về phân trí bảo lòng khí khác, từ xích Long Châu xếp thứ tư đến ngự Long Lý xếp thứ chín cũng không phân biệt ra cao cấp, cao thấp, lại chỉ ẩn chứa một thần long khí vận thôi. Tần Vong giải thích. Thì ra là vậy sao? Dương Phong hiểu ra sự tranh lệch giữa kiểu ngũ trí bảo lòng khí. Khí vận ẩn chứa trong kiểu long tỷ mạnh nhất dùng cửu long để tính toán chính là vật quyền uy để củng cố giang sơn nhưng mà cửu long tỷ tuy rất mạnh chỉ là một vật quyền uy thần thông lại không có được năng lực chinh phạt thiên hạ của thanh long kiếm và hoàng long quan nếu như vậy thiên hạ nắm giữ công kích chí bảo long kiếm chí bảo long khí thanh long kiếm đại biểu cho uy lực mạnh nhất vậy tại sao lại không xông vào hoàng cung trực tiếp chém chết tần hoàng là xong rồi dương phàm lại cũng chỉ thử hỏi giọng điệu có một tia nghiền ngẫm <laughs> muốn chém chết bảo quân Tần Hoàng, làm sao mà dễ dàng như vậy được? Tần Vong biết rõ ở trong giọng nói Dương Phạm có ý dò xét nghiện ngẫm. Hắn lấy như cũ nghiêm mặt nói. Bỏ có một bên, hắn ngang ngược bá đạo cùng với toàn nhẫn vô tình, không có nói được. Nếu như chỉ lấy thần phận của cháu rượt mà nói, vị cửu thúc này của ta dõi mắt ra khắp các đời của hoàng tộc tộc Đại Tần đều là hạng kinh tài tuyệt diễm. Bất kể là thiên phú ngộ tính đều đã vượt sang người thường. Ở Đại Tần này, thiên tài bình thường tu luyện ra đến hóa thần kỳ, ít nhất lại phải vài trăm năm, mà việc kiểu thúc đường kim tân hoàng này của ta tu luyện đến hóa thần kỳ chỉ dùng không đến trăm năm đâu. Tần Vong nói tới đây, trong mắt lại có vài phần kính nể cùng với kiên kỵ rất sâu sắc, sắc mặt ngưng trọng. Không tới một trăm năm tân thức hóa thần kỳ, Dương Phẩm lại không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Thiên phú như vậy cũng đủ để có thể ngạo thị cổ kim đường kim tân hoàng này, rốt cuộc có thể là quái thai không? Ở trong những người mà hắn biết, chỉ có đặng thi gia có thể chất và thiên phú đều có thể nói là tuyệt thế. Lại thêm kỳ ngộ lớn lao, tần thức hóa thần kỳ cũng đã mất hơn trăm năm. Ngay cả chính hắn, tần thức hoán nha kỳ đều cùng một, hai trăm năm. Cho dù không có chí và long khí, dõi mắt ra toàn bộ đại tần bây giờ, thực lực của hắn đúng là cao nhất. Thậm chí được xưng là vũ lực mạnh nhất nếu như là một đấu một. Trừ vị yêu Long Hoàng sống đến vô số năm tại yêu hoàng cảnh kia, gần như không ai có thể chống lại được hắn lấy hạn chế thiên địa đại tần hiện giờ mà xem hắn đã sớm tại vài năm trước đã bước vào trong hàng ngũ cường giả thần hư rồi cũng có những lời đồn sát thủ xếp phía năm của đại tần tu vi đã tới cảnh giới thần hư đi ám sát tần vương kết quả đã bị hắn một tay chém chết cường giả thần hư lại chỉ dùng một tay chém chết sao trong lòng dương phàm rung động xem ra hắn lại phải đem tần hoàng xếp vào trong loại yêu nghiệt giống như vô song và thiên thu vô ngân giờ phút này hắn mới tỉnh ngộ lại vừa rồi dễ dàng đáp ứng được trợ giúp tần vong chống lại tần hoàng thậm chí chém chết tần hoàng ở trong mắt đối phương hiện lên một tia ngạc nhiên và bất ngờ bảo quân tần hoàng này dĩ nhiên là một nhân vật trí cường vô địch của đông thắng đại lục nhưng nếu như đánh giá cường giả thần hư hóa thần đại viên mãn cường đại bao nhiêu cho dù là 10 vân tướng lục tương cũng lại vị tất đánh thắng được một cường giả thần hư sao cảnh giới thần hư là một phần giới hạn bởi vì những nhân vật ở trong truyền thuyết đó là nhân vật đứng ở trên đỉnh của đại thần nhìn xuống chúng sinh giống như là địa vị của 12 trí cường giả nội hải. Như vậy xem ra, nếu như muốn chém chết Tần Hoàng, ở trong đại tần này gần như là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành rồi. Dự phòng nhướng mày, có một chút cảm giác không ổn. Như vậy thì cũng không đúng đâu. Một đấu một, trừ yêu Long Hoàng, khẳng định là không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Nhưng mà bạo quân này ngang ngược bá đạo, sớm đã khiến cho lòng người ta trong thiên hạ tức giận, cửu ra vô số. Chỉ cần liên hợp một số cường giả đứng đầu, và đặc biệt là cường giả có được trí bảo lòng khí. Muốn giết chết hắn cũng không phải là không có khả năng. Tần Vong lại vội vã giải thích, rất sợ dương phàm tính toán thoái lui. Điện hạ cứ yên tâm đi, chuyện dương mua đã hứa hẹn, làm sao có thể dễ dàng bội ước được. Dương phàm lạnh nhạt cười. Về phần đối kháng với Tần Hoàng cũng không phải là chuyện của một mình hắn. Tới lúc đó, có lẽ hắn chỉ cần tham gia náo nhiệt, nói không chừng, căn bản cũng không phải là chủ lực. Mặc dù Dương Phạm nói như vậy, nhưng mà tần vong giống như trước có một chút băn khoăn đưa tay sửa một chiếc ngẫn nhọc nhẫn ngọc ở phía trên tay trái một tia dao động không gian lại mờ mịt truyền ra nhẫn không gian dương phong lại hơi kinh hãi hành tàu tu tiên giới nhiều năm như vậy vẫn là phần nhiều nhìn thấy túi chữ vật nơi đại tần nhẫn vòng tay chữ vật chữ vật cũng tương đối thường gặp nhưng nếu luận về nhẫn không gian dường như là chỉ từng nhìn thấy ở trong tay của chân viễn hầu tần quang đức nhẫn ngọc phía đó lại hồi lóe sáng trong tay tần võng có thêm một khối bảo thạch hình chứng lưu ly trong suốt toàn thân màu trắng bạc làm cho người ta có một loại thông suốt sáng bóng giống như là thủy tinh pha lê đây là một kiện thông linh pháp bảo phòng ngự linh hồn tên là ngân tinh hồn ngọc là báu vật hoàng tộc tiên tần lưu truyền lại để cho rừng đạo hữu chịu nguy hiểm lớn như vậy hợp tác cùng với tần mỗ thực sự cũng có một chút ai nấy khối ngân tinh hồn ngọc này tặng lại cho dương đào hữu làm vật hộ thân đi dương phàm lại không khách sáo nhận lấy ngân tinh hồn ngọc tức thì lại cảm thấy một tia linh hồn lực vô tình chảy tới chẳng những có thể khiến cho lực lượng linh hồn được gia tăng càng có một cảm giác rất kỳ diệu đây là ngân tinh hồn ngọc trong truyền thuyết dương phàm lại vội vã vút về nó hơi có một chút kinh ngạc và thán phục thông linh pháp bảo loại hồn khí vốn tương đối hiếm thấy giá trị ít nhất là mấy lần thông linh pháp bảo bình thường, thậm chí là mười mấy lần. Bởi vì sau khi tân thức đến hóa thần kỳ, lực lượng linh hồn đã lột xác lớn, rất là mấu chốt để đánh giá tu vi. Mà ngân tinh hồn ngọc này chẳng những có thể gia tăng lực lượng linh hồn, tăng nhanh sự lột xác, cũng có những hiệu quả bảo vệ cho linh hồn, là báu vật vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Độ phù hợp của dương đạo hiếu cùng với hoàng long quan có thể nói là hoàn mỹ về mặt phòng ngự vật lý cùng với pháp thuật ngay cả hóa thần đại tu sĩ cũng sẽ không làm gì được ngươi. Cho dù là cường giả thần hư đích thân tới mà muốn thường tổn tới người cũng phải phí một chút công sức. Và duy nhất về mặt linh hồn phòng ngự thì có một chút khiếm khuyết. Nếu mà có được ngọc này hộ thân, vậy coi như là gia tăng đến vài phần năng lực sinh tồn rồi. Tần Vong lại đứng ở một bên cạnh giải thích. Dương phòng gật đầu, ở trong lòng hơi có một chút bất ngờ. Tần Vong này lại không ngờ suy nghĩ cho sự an nguy sinh tồn của mình sao? sau khi nuốt ngân tinh hồn ngọc vào trong bụng dương phong lại thỉnh thỉnh giáo tần vong rất nhiều bí ẩn cũng lại luận bàn một số chi tiết vài canh giờ sau tần vong cáo lui trước khi đi hắn nghiêm nghị thành khẩn nói Giờ đạo hữu yên tâm đi tin tức có liên quan đến thiên nhất hồn thủy cùng với tùng tích của tuệ tâm mọi tử ta sẽ phái người đi thăm dò tần vong đi rồi tiểu hân lại hơi u buồn đi tới mắt sáng lóe lên ánh lệ dương đại ca người nhất định là đã đạt thành hiệp nghị gì đó với tiểu vong có phải là đối nghịch với ca ca của ta hay không Dừng phòng đưa tay khoác lên trên vai của nàng rồi lại than thở chuyện thế gian bất đắc dĩ huống chỉ ở trên cõi đời này người đối địch với phản kháng bảo quân tần hoàng đâu chỉ là ngàn vạn người thêm một mình ta nữa cũng không nhiều thiếu đi ta cũng sẽ không ít đôi mắt sáng của tiểu hân ảm đạm xuống rơi xuống một giọt lệ nóng quay đầu bước đi nhìn theo bóng lưng của nàng Dương Phạm lại đột nhiên nhớ tới người muội muội tuệ tâm. Đối với Tiểu Hân hắn không có ý nghĩ gì khác, ở chung mấy chục năm quan hệ tốt như huynh muội ruột thịt. Tiểu Hân cũng đã từng nói, phụ thần chết sớm, thân phận ca ca rất đặc thù, mặc dù có thể thỏa mãn bất cứ một điều kiện gì của nàng, nhưng mà lại duy nhất không thể nào mang đến cho nàng sự quan tâm yêu thương chân chính và ấm áp của một gia đình. Vậy cho nên, nàng lại càng nguyện ý đi du lịch sinh sống cùng với Dương Phạm ở ngoài kia, mà lại không muốn trở về mái nhà lạnh băng vô tình đó sau đó dương phạm ở lại tu luyện ở trong tiểu cốc lánh đời này nghe tần vong nói tu sĩ và thôn trấn ở nơi này trong thời gian vài năm tiếp theo là phải chậm rãi rời đến thiên vu châu bởi vì thiên vân châu có một lục vân hầu không thể nào dễ trêu chọc được dương phạm bài trừ tạp niệm trước tiên luyện hóa sang ngân tinh hồn ngọc mà tần vong đưa tặng pháp bảo này bù lại thiếu khuyết của dương phạm ở trong giai đoạn bây giờ cũng đã gia tăng rất lớn năng lực sinh tồn của hắn sau đó Dương Phạm bay đến một đỉnh cao khe chuyên sâu, tu luyện ở dưới tầng Thái Dương môn đời bất diệt. Hoán thiên nhà lột xác lớn mạnh, càng về sau lại càng khó khăn. Xem xu thế trước mắt, nếu như muốn tấn thức đến hoán nha trung kỳ, với tư chất vượt người, một bậc của Dương phàm, hiện giờ mặc dù dưới tình huống không có bình cạnh gì, cũng sẽ phải cần một đến 200 năm. Vậy cho nên, hắn dứt khoát tạm thời không có dính dáng tới hoán nha trung kỳ, mà trước tiên phải dùng thời gian tu luyện thái hư thiên hỏa Cải hoán nhà kỳ, thái hư thiên hòa là một ngọn lửa, trí cương, trí viêm vừa mới sinh ra, có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian, uy năng của nó không cần nhiều lời. Hơn nữa, dương phàm tu luyện tinh thần đồng thuật thái hư thần mâu, uy lực của nó cũng có liên quan đến ngọn lửa này. Hơn nữa, thông linh hóa thần cường đại ở trong hỏa lân ngọc bội cần đến sự duy trì của thái hư thiên hòa, phát uy ra một quy uy lực khó tin chống lại hóa thần đại tu sĩ cũng không phải nói chơi. Thoáng một cái, thời gian đã trôi qua vài năm dương phong lại một lòng tu luyện thái hư thiên hỏa từ một khối nguyên bản bằng bàn tay trẻ con này đã lớn mạnh đến có thể quanh quẩn toàn thân hắn trong đỉnh cao khe sâu dương phong lại khe hút một hơi trong tay bùng lên hai luồng kim ban xích viêm lớn bằng nắm tay tồn tại trong hư vô ngày thường ngọn lửa này được giấu ở trong hoán Thiên nhà quang nhà hư vô mông lung đó nhàn nhạt, nhạt nở rộ ra ánh lửa trong suốt ngẫu nhiên lóe sáng ra những ánh sáng màu vàng rồi đột nhiên hai luồng kim diếm xích viêm bằng nắm tay lại đột nhiên hào quang tăng vọt hóa thành hai con kim viêm xích xả hư vô quấn quanh cánh tay của dương Phạm. ngọn lửa này xem như là một đòn sát thủ của ta bây giờ nếu như là toàn lực xuất thủ cho dù là hóa thần đại tu sĩ cũng sẽ phải cảm thấy khó giải quyết khỏe miệng dương Phạm lại mỉm cười ý niệm vừa động hai con kim diếm xích xả lại thu vào trong cơ thể bị hoán thiên nhà hấp thu giờ phút này Thái hư thiên hỏa của hắn xem như đã đạt tới một cảnh giới tiểu thành, khiến cho thực lực của hắn tăng rất mạnh. Hết trường. Hết tập 155. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.